Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Bây giờ tới giờ chiều rồi cô chú anh chị. Bây giờ mình đi thắp hương để chào cậu Năm rồi mình về thì cô chú anh chị ơi. Cũng gần 5 giờ rồi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Con tên Tài, kênh YouTube là Tài 66 Vlog. Con cùng với tất cả các cô chú anh chị trên kênh YouTube Tài 66 Vlog nguyện cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là ông Võ Văn Quang, pháp danh là Tam Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958, mất ngày 5 tháng 3 năm 2023 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, hưởng thọ 66 tuổi, được an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, tỉnh Bình Dương ngày 9 tháng 3 năm 2023. Cùng 10 phương pháp giới chúng sanh sớm được vãng sanh từ siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cái gì? Cái mục tiêu gì ai cũng muốn bệnh. Hả? Ai bệnh đây? Gì? Quay clip mà nói khùng nói điên à, bà con cô bác là người ta la chết á. Cây xanh lá tuôn xây mồ cho anh, đường dài mịt mù trong cơn chiến tranh, mây nước buồn cơn lửa binh, tinh tình tinh tình tinh tinh. Dạ anh ơi mình đừng có đè con rồng, mình đè đừng có đè rồng. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ, đã hợp tác với chúng em. Dạ đừng có đè rồng. Anh này, anh đừng có đè con rồng nha. À, vô tình anh đè làm đau rồng. Cảm ơn anh đã hợp tác với em, cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Làm gì chị? Thôi. Cái chuyện đó đó hả? Hả chị? Cái đó đó hả? Thôi 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 thôi. Chị mua trà đào bữa nay muốn. Thôi. Cây xanh lá tuôn xây mồ cho anh, ai đi thắp hương thì mình đi theo mình nghe bà con cô bác. Chào chị. Máy ai vậy? Gì hả? Ôi chị đây đi rửa hai cái chung đồng. Chị nói không có lên hình nhưng mà em quay chị luôn rồi. Đây là mộ chú đấu của chú chị. Nam mô A Di Đà Phật. Con nguyện cho chú sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi chiều hôm nay thì cô chú anh chị ha, trời mưa tầm tã luôn, mưa còn ướt luôn nè cô chú anh chị, mưa nước quá trời luôn. Đâu mưa đó, cô chú anh chị, bên mình qua bên đây ha. Mọi người thì đang lao bàn thờ cho cậu cả nhà, thì mình đi vòng vòng một xíu ha. Bên đây là mộ của chú Tú. Đây là mộ chú Hề Sa cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Là đây là mộ của bác Năm Hùng. Nam mô A Di Đà Phật. Sao bữa nay có em với chị không vậy? Gái chị nó làm cái gì? Gái bé cưng. À, bữa nay là mộ của cô Thanh Kim Huệ. Nam mô A Di Đà Phật. Là mộ của chú Còn cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay trời mưa rất là to cả nhà, mưa to, mưa dai, mưa dài nữa. Nên cô chú anh chị ha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Mình phải chờ đất giao thoa cả nhà. Vừa mưa vừa nắng. Đó, đây là mộ của nghệ sĩ nhân dân Tám Văn và soạn giả Nhị Kiều. Nam mô A Di Đà Phật.
cô chú anh chị. Rồi em chào chị. Rồi cho nhiều vậy luôn hả? Nhiều cái vậy luôn hả? Đủ màu. Rồi. Khẩu trang ướt rồi. Dạ. Khẩu trang em đem đeo quá trời. Đấy, Tiên nó tưởng là cậu Năm cho. Rồi em. Không nói đâu, không ai biết, không biết. Ướt nghe mà nè. Em chào chị Loan nha. Dạ, máy bay chị. Mình đi thắp hương, chị Loan cũng về cả nhà ơi, chiều rồi. Chú anh chị. Đây là mộ chú Tấn đó nha, mộ Di Đà Phật. À, đây là mộ chú Long. Nam mô A Di Đà Phật. Trời mưa thắp nhang ấm áp cô chú anh chị. Đây là mộ chú Hải này cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Không hát nhớ nha. Bên đây là mộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, tới mộ chú Văn Châu thì cả nhà thấy là nghiêu. Trời ơi, trời mưa là nó tét lét hết trơn rồi. Cái gì? Để đi, chút nữa mình quanh về đi mình. Cái bánh nó để nó cho để ra cho kiến rồi nó ăn, còn hai cái ly nước thì bỏ thôi. Nước nghẹt thì chắc kiến nó cũng không ăn đâu. Ăn chứ chị. Có còn ngọt đâu ăn. Biết đâu được, đói nó ăn hết á. Là mộ của nghệ sĩ Minh Đạt ấy. Nam mô A Di Đà Phật. Bên đây là đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Nam mô A Di Đà Phật. À, nghệ sĩ ưu tú Thanh Sang. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Lê Văn này của chú anh chị. Bác Lê Văn thì với lại vợ của chú, vợ của bác. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một buổi chiều mưa gió, mưa ướt đường thì cảm giác là cái rất là buồn của chú anh chị. Mưa gió, trời mưa rất là buồn. Đây của chú anh chị, đây là mộ của nhạc sĩ Thanh Sơn. Mình khám nhang đây xong cái mình về mình lau mộ cho con Năm đây. Mình vòng đây thôi chị. Bữa nay mình không có. Đây là mộ nhạc sĩ Vinh Sử. Dạ. Nhạc sĩ Vinh Sử thì có bài gõ cửa trái tim và anh em được vào. Đó, đây nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển cả nhà. Gõ cửa trái tim mà chân em hai màu. Bè một nhìn cây, nhìn cây trứng ca. Dạ, cái cây nó hơi bị dài. Mô về Phật, đây là nhà thơ Ngô Anh Chương coi nha. Cái điện thoại em nó kêu. Đó. Đây là bác Bích Lăng. Hộp đó là do mưa đấy kìa. Hả? À. Tới đây thôi. Vòng vòng ở chỗ này. Bữa nay tạm thời. Dạ. Đây là bác Ngô Dương Ngô Tòng cả nhà. Nam mô
của bác là đạo Chúa, con nguyện cho bác được nơi về nơi an nghỉ của Chúa. Dương Ngô Tòng là tên họ Dương Dốc Tài luôn của chú anh chị. Bạn này là bạn bờ lóc ấp tiêu. Mà hai mà. Có tiêu xin kính chào quý vị và các bạn nhé. Trời ơi. Còn anh này là anh cùi bắp. Cùi bắp ba số 5. Nghe cái tên là biết cùi bắp rồi. Ủa tên gì ốc tiêu? Tên nhờ? Nào? Tên gì? Trời ơi, ông đi với tôi là quan tài luôn ông nội. Dạ. Ôi không đi không được rồi, mai không có đi chung nha. Tự nhiên tên Quang đi chung với thằng Tài. Thì chúng ta là quan tài thôi. Trời ơi. Rồi. Không biết luôn á, biết cái tên kênh ổng là kênh cùi bắp thôi. Tự nhiên bữa nay biết được cái tên là tên thiệt của ổng là tên Quang. Rồi cuối cùng đi chung với thằng Tài. Rồi hai thằng quan tài luôn. Tên gì ốc tiêu? Thắng. Tên Thắng không có gì hết. Tên gì? Ái Thiên hả? Bảo Yến. Gì Bảo Yến gì Ái Thiên gì trong lắm gì. Trong nhiều tên chứ. Còn cho anh chị thì một buổi chiều đi vòng vòng viếng mộ, thôi viếng đi, thôi thắp đi, thắp đi. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cho tất cả các cô chú anh chị sớm được vãng sanh, được siêu thoát. Ở đây có mấy kỳ lân màu trắng nè, nhỏ nhỏ còn gọn ha. Chị. À, ở đây có bộ ghế đá luôn nè. Đây đúng nghĩa là ho viên luôn cô chú anh chị. Nghĩa trang ho viên có nghĩa là nghĩa trang là có ghế đá. Ngồi đây được. Nam Mô A Di Đà Phật. Bắt đây họ Khương nha. Dạo này đi quay mộ riết mà da nó đen, ai cũng kêu bằng tài đen hết trơn cô chú anh chị. Ai cũng gọi tài đen hết, chắc bữa nào có thời gian rảnh đi tắm trắng là mới được. Chứ hồi trưa em trắng lắm. Trắng hơn nhiều. Hồi trưa em trắng như bông bưởi vậy đó. Giờ bớt trắng. Hồi xưa đẹp trai nữa, giờ bớt đẹp trai rồi. Hơi nhìn với ánh mắt ghê vậy. Cô chú anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện cho tất cả các cô chú anh chị ha, mười phương pháp giới chúng sanh được vãng sanh, được siêu thoát. Mình về thôi. Sao cái tay bà đó là bà? Đâu? À cái nhang. Nhang. Hồi sáng á, kẹp nhang. Rồi mình về mình lau mộ cho chú thôi, cho cậu thôi cả nhà. Yeah. Đây là mấy cây này gọi là cây cao. Cây cao, mấy cây cao này là hồi xưa của cô Tắm leo lên hái nha. Cô nào? Chứ gì hả? Ủa chứ không phải cô Tắm hồi xưa leo cây cao này hả? Gì hả? Ai biết. Vậy là trong truyền thuyết là cây cao kia hả? Ồ, giờ này có xe tới nữa cả nhà ơi. Đi thắp hương vòng 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 thì bắt đầu lại tiếp tục có bà con cô bác đến viếng mộ luôn cả nhà. Giấy mình đâu? Giấy hả? Giấy mình còn. Con giấy chắc bỏ xe sao không biết nữa. Em nghĩ vô đây mình lấy khăn khô đi. Ở đây có khăn khô á. Dạ em chào chị. Chào bà con cô bác nha. Mà giờ này lao. Giờ này mình tới chiều mà bà con cô bác còn đến viếng luôn cả nhà, đông quá.
Dạ. 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 Ừ. Ừ. Cô chú anh chị. À. Ô trời, cái tay nó cao à. Ô nó vòng qua cái lấy được cây nhang hay. Ừ, mua hoạt động xong chưa? Ừ. Dạ. Ừ. Mình ở đâu chị? Mình ở Đầm Vơi. Đầm Vơi, Cà Mau. Về cái nước Đầm Vơi. Về cái nước Đầm Vơi. Đầm Vơi mà lên đây thăm mộ Vũ Linh đó. À, Cà Mau là gọi là cuối cùng bản đồ Việt Nam luôn rồi cả nhà. Rồi ngày nay là bà con Cà Mau về đến đây viếng hơi đông đó nha. Bà con Cà Mau đến viếng hơi rất là đông nha. Quá quý luôn. Giờ này giờ chiều rồi mà bà con đến viếng đông. Đi mình đi xe đó đó hả? Xe máy hả? Cả nhà. Quý quá luôn cả nhà ơi. Trời ơi mấy chị nha. Mấy chị mấy anh lao mộ nè cô chú anh chị. Lau nhẹ nhẹ cậu nhột ốc tiêu. Ôi hết hồn trời. Ông là ông cố tình. Ghê thiệt chứ. Khó khăn của anh Phương này đó. Nhanh. Mấy anh em tập trung vô mà hỗ trợ nha. Phương chia đi nha anh em người. Phần người nào đang đói đừng đi lộn nha. Để em tính coi 2, 4, 6, 8, 9 rồi tính ra là 10 người nha cô chú anh chị. 10 người đang lao mộ cho cậu Năm Vũ Linh. Nè, nếu mình đọc tiếng Anh là one nè, two nè, three nè, four nè, five nè, six nè, seven nè, eight nè, nine nè, ten nè. Đó. Thì theo như em ước tính thì trong đây thì có 1, 2, 3, 4, 5 giống đực. 5 giống đực và 4 giống cái, còn lại cái BD. Coi á. Nó buồn. Nó buồn hả? Thì nó ốc tiêu cho nói mà. Thì theo như mức tính thì có 5 giống đực và 4 giống cái. Hiện tại có chính giữa có một cái. Ờ, coi cho anh chị. À, vậy chị khán giả này mặc áo tím rất là đẹp nha. Em chào chị. Dạ. Chị ở đâu đến chị? Cà Mau nữa hả? Ủa đi chung với chị này hả? Rồi Cà Đầm Vơi đúng không? Bà con hay sao chị? Bà con luôn cả nhà ơi. Bà con Vũ Linh luôn đó. Bà con Vũ Linh luôn. Ừ. Vậy. Vậy là bà con với Vũ Linh luôn. Chung đồ ông. Chung đồ ông chắc ông trời phải không? Trời. Bà con chung ông trời. Bà con tới liền à. Cô giải đi. Dạ. Người ta có mộ ông đó, ông sống không tác thiên. Ông đổi cho tôi khỏe mạnh nha. Dạ. Ca cho giống ông nha. Làm ăn cho phát tài giống ông luôn. Cảm ơn Phật. À. Gọi là chị biết hát nè. Khỏe mạnh, gia đạo bình an. Mình còn gắn cô ha. Còn lấy luôn. Mới nghe cậu Năm Vũ Lâm. Nghe đó bà con còn đông quá lắm. Bà con bạn cũ chị nói là phù hộ cho là hát hay như cậu Năm của chú anh chị. Có nhiều dạ, chứng tỏ là chị biết hát. Là bà con không nghe được. Chị đây biết hát không chị? Hát tặng cậu Năm bài buổi chiều đi. À, em nghĩ là người Cà Mau biết hát hay đó. À, biết hát mà sợ ngại đúng không? Ngại. Mình thôi cởi, mình bỏ qua cái ngại đi, mình hát tặng cậu Năm đi.
Ủa, lấy cái này ra nè cô chú anh chị. Cái bình cổ này anh còn nhớ của ai không? Nhớ chứ. Chị chị chạy ra lấy giùm em cái bình nước trà trên xe em lấy giùm em đi này nè, đi này cái gì là lúc đó là giấu ở trong cái mộ á, dục dục ra ngoài không thôi được, bỏ túi đem về. Bỏ túi đem về được không? Ấy tôi nóng. Đó. Bây giờ mình không em bỏ túi đem về nữa. Quá trời chiều nay đông vui rồi cô chú anh chị ạ. Nào Tiêu. Hả? Hả? Làm đi. Giờ mình bắt thử rồi ra. Anh chị ạ. Bỏ lên mộ nó đậu không được đâu. Chuột tột chân, trượt chân té không? Đó, bây giờ em xin phép mấy anh chị, cô chú anh chị ha, chăm trà cho cậu Năm buổi chiều cô chú anh chị ơi. Ủa sao không xin phép chú? À, xin phép chú luôn thì sẽ, tại vì bên nước này là của mấy anh chị chăm nãy giờ. Dạ. Với lại thì mình cũng tôn trọng mấy anh chị anh em ở đây. Dạ. Anh nói giỡn chứ xin phép dạ. Cô chú với anh chị đúng rồi. Dạ. Dạ. Chị đang cầm gì vậy? Cà tông. Không dơ. Ngày mai luôn. Cái này tí xíu mình đốt sau nha. Nào, chị lau sơ qua cũng lau sạch lại, nào cũng lau lên đây. Đây chị lau lại. Để cái miếng nó lau cái bụi. Mình sáng mình chăm trà cho cậu, chiều mình cũng chăm trà cho cậu anh về. Mình lau sơ cho lau sạch hả? Ừ, tại vì nó có bụi thì. Vậy là mình đổi ngược lại, chị lau sạch em lau sơ đúng không? đây là chị Ngân và Tài. Lao chung nước cho cậu. Không chung nước khỏi được, chung nước để chung mới hai nước luôn á. Dạ nãy giờ cũng em thấy rớt, rớt nhang xuống. Rớt ở trên mặt chứ làm gì đâu cháu. Ý như là Tài đem về tặng đây rồi, Tài đồ tay lên vuốt trà. Mới thay nước mới có 10 phút thôi. Tại vì cái clip đây chưa ấy, nhà mới để cái ra. 10 phút là cậu đã uống rồi chị. Chị cho em xin phép hai trà cho cậu đi. 10 phút là cậu đã dùng rồi. Người mắt thì họ sẽ hưởng bằng cái ý thôi. Không sao, đó khoảng chừng 10 phút sau đó là em thấy cái ly trà đã uống rồi đó. Dạ, 10 phút sau là mọi người đã chăm nước khác cho cậu luôn rồi đó. Ờ, cuối giờ tôi chỉ tin tâm đó. Con mời cậu ha, con mời cậu giờ dùng nước trà. Cũng như là con nguyện cho mẹ qua cho em một trà thật lên. Con tất cả các chúng sanh cũng như là cô chú và con ở bà con hàng xóm của Năm cùng bình chung. Ơi. Đó mình đợi hỏi gì cả nhà cũng nghe rớt luôn. Đó, hai con mời con Năm nha, mời các vị cùng mời con chú Phật, mời con pháp giới cùng họ họ hưởng cái trà của con Năm. Thật ra trái đất sáng này cô chú 24 giờ luôn đó. Sáng này là trưa mai vẫn còn luôn. Lao chùi xong xuôi chiều thì về lao lại. Cái thao đây. Đúng rồi cô chú. Không nhân phân cho cậu Năm. Còn đây là luôn cô chú. Đây chị cầm. Đấy kia sạch hay sao? Sạch sạch, cái này là sạch. Đó. Chai nước này chai gì đây ta? Lấy xuống đi. Cái này lấy xuống luôn đi. Ừ. Ông hưởng lộc cậu Năm luôn. Rồi. Vô rồi. Con làm gì ạ? Cô chú anh chị. Em đố cho anh đố chị nè. Cái con nai mà nó ăn cái bông này nay đực nay cái. Nó khó mà anh nhớ ra. Nay mà ăn cái bông là nay đực nay cái hả? Hả? Chắc này còn quá. Đi. Đúng rồi.
À, lau mộ cậu Năm xong rồi, bây giờ mình qua mình bày tỏ yêu thương, tình cảm của mình dành với cô Thanh Kim Huệ, cô chú anh chị. Hả? Dạ, dạ. Không, em thích lau dưới chỗ này nè. Ừ, lau mình cũng có sở thích nữa nha. Mình thích lau ở đây nè. Hai chị lên kia đi. Hả? Có đây, có đây. Nãy mưa quá, bông nó bị đủ luôn rồi. Vậy, ốc tiêu cầm giùm hả? Không, cầm giùm đi ốc tiêu ơi. Đúng rồi. Quay cho đàng hoàng nha. Chia sẻ doanh thu nha. Cái này cũng đem theo có bệnh trà uống từ sáng cho tới chiều luôn. Nghiền trà. Nếu mà lau mộ cho cô Thanh Kim Huệ thì mình sẽ nhớ tới cái bài tiếng trà trên sắp phong bò. Đúng rồi. Bây giờ nếu mà tiếng trà trên sắp phong bò thì mình sẽ hát cái gì cả. À, cái nãy người ta lấy nhang người ta quên con giả nào quên nó đậy lại không bây giờ mình lấy ra để mình không tối mưa nữa để đi đêm mày phải anh cứ để đó mày thấy là chúng là đúng rồi lồ trong anh được sống bơm bo đạp xuống hàng đứa cát chở về để kể cho bà nghe một câu chuyện. Chuyện gì? Chuyện thương đau của một kẻ đắng trình. Đêm qua tôi có qua nơi họ hẹn. Đêm qua tôi có qua nơi họ hẹn hả? Đúng rồi, đêm qua mới có qua nơi họ hẹn chứ. Qua nơi họ hẹn không thấy bà cho nên tôi mới quay về. Ở đây chế chứ. Quay còn cảnh đi ốc tiêu. Như anh nói anh đang qua đâu hoàng chỉ như anh đang cảnh. Đúng rồi. Em cho mà không biết bơi nên là chưa kiếm được cái đò. Còn giờ nó hẹn rồi hình như là. Có một cái mà mọi người chưa làm cái gì không? Mấy người không để ý. Làm nữa. Cái đây thì mấy người chưa lau này không để ý gì nha. Cái dễ trong trong. Không phải. Cái nhỏ xíu ở đây nữa để mọi người ra làm. Lý vậy. Cái này đó. Cái này cái nó nhà nào cái này đi. Rất rất anh. Không để phơi, để phơi mình phơi. Mai có nắng chắc phơi luôn. Cái ốc này lấy gốc mấy lâu ngày mới nhắn được. Dạ, dở ra mà không có ướt. Từ sáng giờ đó anh. Là cái thằng mụn nước nó hư á. Nó thằng mụn nước mà. Nó thằng mụn nước. Cái bông 10 giờ này là con thấy nó có ăn nha. Nó ăn ngọn hết trơn nè. Ăn hết trơn mà. Ăn nhớ ăn cái kia cầm ăn hết trơn không? Cái kế đó. Ăn khúc khúc luôn. Cái này luôn. Hả chị? Hu sao ăn. Hu sao. À con nói là con hu sao hả? Nhưng mà bữa giờ em cứ tưởng nó là con nai không á chứ. Nó là một nai luôn mà, con nai đó. Nó là một rừng luôn á, em thấy nó con lớn con nhỏ gì quá trời quá đất. À, một bầy luôn em thấy quá trời. Chào cô Huệ nha. Nhà cửa sạch sẽ mát mẻ. Đúng là lồ. Hát luôn kìa. Sao quay quá gì đó. Người bên bờ. Giá gạo ban đêm ngày bận làm tại anh đang hát bài sắp bơm bo đó nhỉ. Điều nổi không? Điều tiếp theo, tiếp theo. Bông con ra bông tre đồng cửa. Chị hát quay. Giá gạo ban đêm ngày bận làm mùa. Sao cái trò mấy trò ơi đây. Mọi người đừng vô kênh của Tài Phi Lóc nhé. Tài 66. Hát em quả cho. Lan hả?
tại vì cô Thanh Kim Huệ là cái võ tuồng là đang nhà đẹp ai cũng nhắc nữa phải không? Rồi, dạ. Bây giờ cái tình trạng này rất là nhiều. Anh Lan nhà đẹp ai vậy là giống như anh Bình hồi nãy còn phải nhắc tuồng hả? Rồi nha. Đang quét lá đà hả? Tới tới không vừa gọi gì chuông đi. Bon. Lan ơi, mở cửa cho anh vô Lan. Trời ơi Lan. Nhắc cái tiếng chuông rồi. Sao mở cửa cho anh vô? Cái này gọi là cửa cho anh vô Lan sẽ nói nè. Mở cửa cho anh vô Lan, cho em đóng cửa hoài vậy. Trời ơi. Sư phụ ơi, sư phụ. Bài này đó. Lan không chịu mở cửa cho con sư phụ ơi. Lan luôn dây điện vô nó là khỏe luôn á. Cái đó hơi bị khó nghe. Nó bước bằng tay hả? Lên tâm lên hả? Trời ơi, tưởng đâu chú Linh Tâm lên cô chú anh chị. À vậy cái người nhà đó tên Tâm. Cái anh đó anh tên Tâm. Anh tên Tâm nhưng mà anh đi viếng mộ cậu Năm. Rồi quay lại trở lại sân khấu với cậu Năm của chú anh chị ơi. Thì theo như em nhận xét thì chiều nay là sạch sẽ. Không, chị thấy chiều nào cũng sạch sẽ. Dạ sạch sẽ. Cái gì? Cái gì? Cậu nó giống cũng cần. À tại nhang á, nhang. Nhang. Cái chai nó ngon. Cô chú chị cho mình thắp ba cái nhang cho cậu. Dạ, dạ. Rồi. Đi về quét đá xong giờ nhà mình. Dạ. Có khách viên. Áo vàng vô viên. Cậu Năm ơi, áo vàng cậu Năm. Bây giờ em xin đại diện gia đình bên cậu Năm, xin mời anh L cởi nón ra. Dạ, dạ. Chị cầm cho em chứ chị có giỡn đâu. Khổ quá. Thấy em không lại được. Dạ. Không dạ đúng rồi. Không có được nói gì hết trơn á. Nói để... gì thầm thầm trong miệng thôi, không có được nói tốt lớn đâu. Dạ. Thì cũng mong là cậu Năm với cô Huệ là chiều nay quan hỷ cho con, tại vì chiều nay mấy anh em vui. Trời mưa mát. Mát mát chứ không có mát. Bà con cô bác có xem thì cũng quan hỷ. Đó. Mô Phật. Chị thấy em già lại không được thì lấy gì cầm cho giỡn đâu. Gì vậy? Chào, chào kiểu quân đội luôn. Áo vàng lầy quá nha. Cái áo hồi quán mà chào. Mình cầm cho mình. Anh bên kia thì anh Niêu. Anh Nhịp Sống Niêu đang đốt đuốc. Ở đốt đèn lộn. Đốt đèn. Tội nghiệp chân dài không? Đi theo. Anh Neo bước 3 bước chứ chân dài bước 2 bước. Anh Neo đi 3 bước chân dài bước 2 bước tới rồi. Caramel. Cô chú anh chị. Mộ cô Huệ thì sạch sẽ luôn cô chú anh chị. Và đây em giới thiệu cho cô chú anh chị nè. Mộ cô Huệ, mộ chú Tú, mộ chú Hầy Sa, mộ bác Năm Hùng của chú anh chị. Là rất là sạch sẽ. Có cái ống nhang của cô Huệ á, thì bị mưa ướt là do chắc có anh chị nào á, thì mình lấy nhang ra quên nãy lúc trời mưa cái cũng quên. Bắt đầu nó ướt thì có lẽ là để Y Thinh nó đi rồi. Nước đã chút ra rồi. Nước đã chút ra thì ngày mai bắt đầu mình ngày mai mình đem đi phơi của chú anh chị. Đó. Cái bình bông này á, thì ai mua cho cô Huệ nè, thấy không? Đó. Cắm vào đây để hai bên cho nó đẹp của chú anh chị. Hai bên hợp lý ha. Hợp tình hợp lý ha.
cái bông bên đây thì có lẽ là mình xích còn xíu bên này, nhang ống nhang để đây, bình này để xích qua đây, bình này để xích qua đây xíu nó. Hai bên hai chai nước, chính giữa là chung trà. Chung trà thì mình chỉnh chỉnh lại xíu nữa, mở cái nắp nghiêng nghiêng ra cho cô Huệ. Con cũng nguyện cho mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nhân biến cái chung trà này ra nhiều lên, để cho mười phương pháp giới chúng sanh cùng nhau thọ hưởng cùng với cô Huệ ha. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nam mô mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Hai bình bông bông cúc màu vàng khá là đẹp luôn, mẫu cô Huệ của chú anh chị này khá là đẹp ha. Buổi chiều bên mộ cậu thiệt là nói là bình yên của chú anh chị đó. Rồi có lẽ là em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Yêu thương em thì cho em xin một like, chia sẻ và một đăng ký kênh nếu chưa đăng ký nha. Cậu ơi, con chào cậu, con về nha. Cậu tối nay thì tối nay cậu ngủ ngon nha. Ngày mai thì con sẽ đến để tiếp tục chia sẻ những thông tin ở mộ cậu cho cả nhà mình xem. Cậu ơi, con chào cậu nha. Tạm biệt cậu, con về. Sáng thì con vào, thì chiều con về cậu ơi. Bà con cô bác rất là yêu thương cậu. Ngày nay thì có chị Hồng Loan lên viếng mộ, lau mộ cũng như là thắp hương cho cậu. Đó, chị Hồng Loan thì ngày nay thì lên hỏi thì con cũng có hỏi thăm là chị Hồng Loan bán hàng cũng rất là được cô chú cậu ơi. Đó, cậu hãy yên tâm nha. Đó. Chúng chị. Đó, thì có lẽ là em xin chào cô chú anh chị ha. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo ha. Ủa sao mấy cái đèn này chưa thắp lên vậy? Chứ chưa đốt hả? Mình tưởng đâu quên chứ. Rồi, bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye. Hẹn cô chú anh chị và vào ngày mai. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe, nhiều may mắn ha. Tối nay có một chiều nay có một bữa cơm ngon miệng bên gia đình và một đêm ngủ ngon, một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, ấm áp và sức khỏe bên gia đình nha. Xin chào cô chú anh chị nha. Đấy.